Không có bờ đá dốc cao nào, cũng chẳng có trái me chua nào, nước bọt và bàn chân, dần dận và yếu đi chính là do vọng tưởng. Nếu thân thể của quý vị không ra đời từ vọng tưởng hư dối, nếu thân xác ấy không kết bạn, không đồng loại với vọng tưởng, thì tại sao nước trong miệng lại tiết ra khi nói đến vị chua? nếu thân thể ấy không phải ra đời do vọng tưởng tình tưởng thế tại sao dịch vị lại tiết ra trong miệng khi tôi nói đến vị chua vị chua chỉ là sự kiện được đề cập đến chứ nó không có thực nó chỉ là giả thuyết tại sao lại tạo nên vị chua trong miệng ông có lẽ nào ông vẫn biện hộ rằng vị chua trong miệng ông và cảm giác dần dần ấy chẳng do từ vọng tưởng mà có chăng không nó hoàn toàn do vọng tưởng mà có Kinh văn: Thị cố đương chi nhữ hiện sắc thân danh vi kiên cố đệ nhất vọng tưởng. Việt dịch: Vậy ông nên biết sắc thân hiện nay của ông được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Giảng: Vậy do những đạo lý được giảng ở trên, ông nên biết sắc thân hiện nay của ông được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất gọi là kiên cố cũng chỉ là cái tên thực ra cái tên ấy được tạo ra nhờ vào loại vọng tưởng thứ nhất đó là sắc ấm kinh văn tức thử sở thuyết lâm cao tưởng tâm năng linh nhữ hình chân thọ toan sáp việt dịch như lai đã nói trước đây khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là thân có cảm giác giòn giận Giảng dạ, như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là thân có cảm giác giòn giận. Ở chương vừa rồi đã có nói chỉ cần nghĩ về một nơi cao là chân có cảm giác giòn giận và tê nhức. Hãy tưởng tượng chính mình đang đứng trên bờ dốc cao dựng đứng, chỉ cần nói và nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm cho lòng bàn chân quý vị thấy giòn giận và tê nhức rồi quý vị cảm thấy rất khó chịu như thể cẳng chân không nâng đỡ nổi cái thân và có cảm giác muốn té nếu quý vị đi trên bờ đá cao và nhìn xuống dưới vực sâu không đáy thì lòng bàn chân của mình sẽ có cảm giác như tê cứng lại mặc dù quý vị không có nguy cơ bị té mà quý vị cũng có cảm giác như thể mình sắp bị rơi vậy cảm giác này sở dĩ xuất hiện trong mình là do vọng tưởng chẳng hạn như quý vị có thể đi bộ hàng vạn dặm trên đất bằng mà bàn chân không hề có cảm giác tê dần dần dọn do vọng tưởng nhưng nếu quý vị phải đi qua một cây cầu độc mộc bắt qua dòng sông nước chảy xiết ở phía dưới thì quý vị sẽ bắt đầu suy nghĩ ồ nếu như ta bị rơi xuống đây thì coi như xong đời ta sẽ chết đuối là chắc chắn